Chào mừng các bạn quay lại với cái kênh Đào Hồng Anh DIY của mình ha. Thì cái video này là cái video thứ hai trong cái danh sách phát mà mình hướng dẫn làm cái máy hàng xe pin bán tự động đó các bạn. Thì cái video trước là mình đã nói về cái cách mà mình quay lại tất cả những cái quy trình mà mình làm ra cái máy hàng ha các bạn ha, cái máy hàng bán tự động đó. Thì nó dừng lại cái khúc là mình làm xong cái bộ điều khiển. Thì cái video này mình quay lại, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một để mà mình chọn hardware, mình lập trình và mình để mà mình điều khiển được cái làm được cái bộ điều khiển của mình tự làm ha các bạn. Thì cái video này á nó có mình chia làm 4 phần. Thì đầu tiên á là mình tìm hiểu về Arduino và cài chương trình ha. Thì cái mục đầu tiên là mình nói về lịch sử phát triển của nó và tại sao dùng Arduino thay thế cho bộ vi xử lý. Thực tế các loại Arduino như thế nào, cài chương trình Arduino và cuối cùng là nạp chương trình cho Arduino ha các bạn. Thì đầu tiên là mình nói về lịch sử của nó cho các bạn. Thì thật ra là cái tên Arduino nó là một cái ông vua người Ý, cái tên của một ông vua người Ý, nhưng mà tại sao nó lấy nó đặt cho Arduino thì đây là cái lịch sử của nó. Thì ông nó xảy ra ở bên bên Ý đó các bạn, ở một cái vùng nó gọi là Ivrea. Thì cái chỗ đó thì nó có một cái viện nghiên cứu nó giống như trường đại học mà nó thuộc một viện nghiên cứu. Thì có một cái ông giáo sư đầu tiên ông nghĩ ra cái chuyện là tại cái vấn đề mà dạy cho sinh viên biết cái cách mà làm được vi xử lý là nó trải qua rất là nhiều cái khó khăn. Đầu tiên là phải hướng dẫn cho họ làm bo mạch, rồi vấn đề hardware làm quá trời khó, rồi sau đó là phải dạy lập trình. Và nó cái quá trình nó quá dài thì ông nghĩ ra một cái chuyện là tại sao mình không xây dựng lên một cái mạch vi điều khiển mà nó có sẵn hardware, thì người ta chỉ làm software và liên kết nó lại với lại cái những cái sensor phía ngoài, ví dụ sensor nhiệt độ, sensor độ ẩm hoặc là những cái sensor đo tốc độ này nọ, thì người ta sẽ phát triển lên một cái hệ thống mà điều khiển dùng vi xử lý rất là đơn giản ha. Thì trong cái nhóm mà các bạn đồng hành mà phát triển lên cái này thì có một người tên là Massimo đó, thì ông ấy là phát triển lại ý tưởng đó và cái nhóm của ông đã cuối cùng đã thành công, thì cho ra mắt cái bò đầu tiên vào năm 2005 các bạn, 2005. Thì nhờ một cái sinh viên người Colombia tên là Baragan, thì anh ấy đó phát triển luôn cái phần hardware và từ đó họ cho tất cả các người dùng, có nghĩa là phần hardware mở luôn và phần mềm mở luôn. Phần mềm nó tên là Arduino Develop Environment các bạn. Thì nó gọi là IDE á. Thì nó cho không, coi như là cho không ha. Chút xíu nữa các bạn thấy mình download về coi như là không. Thì tại sao mà có tên Arduino, thì cái rất là đặc biệt các bạn. Cái nhóm của ông Massimo này nè hay họp bàn cái chuyện này ở một cái quán bar nó tên là Arduino. Cái quán bar tên Arduino nó lấy cái tên của ông vua người Ý vào năm 1002 đến 2014, thì cái ông đó làm vua bên nước Ý. Thì cái tên của cái quán bar đó tên vậy, thì họ lấy họ đặt cho cái dòng bo này luôn, nó tên là Arduino các bạn ha, đặc biệt vậy đó. Thì đó là lịch sử. Thì mình qua cái phần thứ hai là mình nói về tại sao mà người ta phải dùng Arduino thay cho vi xử lý. Thì các bạn thấy cái này các bạn biết đó. Để thiết kế một cái mạch vi xử lý thì mình phải có con IC vi xử lý. Thì cái IC vi xử lý này nè, nó có rất là nhiều loại, ví dụ như nó có là dòng ASML mà hiện nay là Arduino cũng dùng đó, và BigC. Đó là hai cái mà nói ra, nhưng mà nó rất là nhiều dòng vi xử lý cho các bạn. Thì đầu tiên muốn xài con vi xử lý mình phải thiết kế mạch, mà để thiết kế mạch mình phải dùng rất là phần nhiều phần mềm để thiết kế ra được cái mạch. Mà những cái người mà làm chuyện đó họ phải có cái thời gian nghiên cứu và học hành rất là lâu. Rồi sau đó mình phải làm cái mạch in, tại cái mạch thiết kế mình làm mạch in thì mình không thể làm được, mình để phải đi thuê ở ngoài. Ví dụ như hồi xưa tụi mình đi học đó là để mà làm cái đó thì phải đặt cho sao kim chẳng hạn. Thì họ làm số lượng nhiều mới được bạn, ít quá họ không làm. Thí dụ như 10 bo, 100 bo thì giá nó càng rẻ, mà 10 bo thì giá nó rất là cao ha các bạn. Rồi xong mình phải về mình test cái bo đó coi nó ổn hay không, rồi mình hàng linh kiện, mua linh kiện hàng vô. Rồi xong mình lập trình, rồi mình mới nối các thiết bị vi dây, rồi mình mới test toàn bộ cái function của mình. Thì trong trường hợp mà mình hàng nó bị lỗi hoặc là mình thiết kế bo nó không có đúng, thì lại lúc đó mình phải lay quay ha các bạn. Lay quay là làm lại thì nó mất thời gian, tại cái thời gian điểm mà mình đặt hàng thì cả tuần sau mình mới lấy được. Thì cái vấn đề là phức tạp ở chỗ đó, nên vì xử lý rất là khó khăn. Thì chính vì sao mà cái nhóm của Massimo đã làm chuyện đó các bạn, thì nó ra cái con bo đồ ngon. Thì các bạn thấy đây là
Nếu mà dùng cái Arduino nó rất dễ, nó có mặt in sẵn rồi, nó được thiết kế chỉnh chu, nó làm những cái đầu IO kết nối của nó ha. Thì lúc đó mình chỉ cần là mua cái board đó rất là nhanh chóng, mua trong vòng một chút xíu là có hàng, tới cửa hàng mua một cái rồi về mình lập trình, mình nối các thiết bị máy vi vô như các sensor vô, thấy là mình test toàn bộ function. Thì cái lúc đó cái thời gian mình tập trung vô cho cái hệ thống nhiều hơn là cái chuyện chỉ có làm cái bo mạch nhưng mà để nhanh và nó chỉnh chu hơn đó. Thì cái đó là lý do tại sao mà mình phải dùng Arduino mà vi xử lý hiện giờ vẫn phải làm cho những cái người cái chuyên nghiệp, thí dụ như họ sản xuất ra những cái bo mạch mà điều khiển những cái thiết bị mà chính họ build lên thì họ sẽ tự làm thì chi phí nó sẽ thấp hơn, tại vì họ làm nhiều cả ngàn bo, cả trăm ngàn bo thì lúc đó là cái vi xử lý mới sử dụng nha. Còn đối với những người mà làm ít và những cái người mà ứng dụng DIY hay là ứng dụng chỉ vài cái bo mạch để điều khiển một hệ thống nào đó thì họ sẽ dùng Arduino đó. Thì ở đó mình đưa ra ba cái kết luận của mình ha, thì nó giúp, thứ nhất là Arduino nó giúp mình tập trung vào hệ thống tối ưu nữa, chứ mình cũng không có cần phải có những cái kỹ năng về vi xử lý ha, rồi những cái kỹ năng cao về cái build hardware ha. Và mình cái chuyện mà để thành thạo được cái vi xử lý là cái quá trình lao khổ lâu dài, mình phải nghiên cứu, mình phải phát triển, mình phải học chuyên nghiệp lắm các bạn. Cái thứ ba là Arduino á, nó giúp những cái người không chuyên như như mình đây, ví dụ mình chuyên ngành về điện, bên xây dựng, bên hóa chất, bên sinh học gì họ cũng tự làm. Nếu mà họ nghiên cứu sơ về cái lập trình C và nghiên cứu sơ về cái hardware của Arduino là họ có thể làm được nha các bạn ha. Thì bây giờ qua cái phần kế tiếp á, là mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cái bo Arduino thực tế nó như thế nào các bạn ha. Rồi bắt đầu mình đi vào thực tế. Thì đầu tiên á, là mình vô trong cái mình sẽ lên Google mình chỉ sạc ra, mình đánh là Arduino đó, Arduino Udo chẳng hạn ha các bạn. Thì nó có nhiều dòng Arduino đó, thì mình sẽ kiếm hình ảnh thôi. Thì cái hình ảnh của nó như thế này ha các bạn, đó nó cái phần hardware nó ở trên đây. Thì các bạn nếu mà có hình hình nếu các bạn để ý là có lọt nhiều nhà sản xuất Arduino, tại vì á cái Arduino này á, là nó là một cái bản quyền mở, do đó tất cả các công ty họ có thể lấy ra cái bản quyền đó và họ làm lên cái bộ và họ bán thôi, do đó giá rất là mềm tùy cái hãng ha các bạn. Thì thí dụ như mình là cái con Arduino lần trước mình xài là con Nano, thì các bạn cũng có thể coi ha các bạn đó. Thì đây là Arduino Nano mà lần trước mình sử dụng. Thì các bạn thấy là ở đây nó có những cái hình mà nó hướng dẫn cho mình là cái trình đấu nối luôn, mình cũng có download về luôn rồi. Thì lần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối, ví dụ như cái dàn chân analog. Cái này là một cái file, một cái video mình sẽ làm tiếp theo là mình giới thiệu về hardware của Arduino với các bạn. Rồi bây giờ mình qua màn hình chính đây để mà mình hướng dẫn cho các bạn những con Arduino mà hiện giờ mình chuẩn bị sẵn để mình hướng dẫn cho các bạn ha. Rồi đây, thì đây là cái những con Arduino mình có đó. Ví dụ như các bạn thấy ở đây là cái những cái con Nano này đó, những cái con Nano mà mình hướng dẫn cho các bạn ha. Đó Nano đó, thì Nano nó rất nhỏ so với Uno đó, đây là Uno Uno với Nano này đó, thì nó rất nhỏ. Và đối với Uno đó, thì nó cũng có nhiều loại nha các bạn. Thì nó có loại chip dán và chip 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 lắp trên trên một cái ray. Các bạn thấy không, đây là cũng Uno hết, nhưng mà loại này là cái chip nó rẻ, nó mắc tiền hơn. Thì khi mà các bạn làm gì sai á, nó bị hư, nó bị hư thì mình có thể thay IC, mua IC hư thì thay và mình không có mất cái bo này các bạn ha. Rồi Uno này chip dán, Uno này cũng chip dán. Thì nó có một cái seal, cái này nó gọi là cái seal nè các bạn. Cái seal này á, thì nó sẽ giúp cho mình là siết ốc nó cứng chắc hơn, chứ mình không có dùng những cái mạch cắm lên nó sẽ lung lay rồi mình test nó khó. Nhưng mà mình, nó quan điểm của mình là mình xài cái này thì chút xíu nữa mình sẽ dùng cái bo này có seal để mình hướng dẫn cho các bạn ha. Rồi đó là những con Arduino đó, Arduino. Rồi mình cũng sẵn mình giới thiệu luôn cho các bạn là ở đây nó có một cái dòng IC đúng ở Trung Quốc, nhưng mà mình không có hướng dẫn ở đây. Cái này nó gọi là thằng ESP. ESP thì nó là kết nối được với Wi-Fi. Thì mình làm những cái ứng dụng mà gọi là vừa điều khiển mà vừa phát lên lên đám mây á, thì mình có thể điều khiển từ xa rồi chẳng hạn. Thì đây nó làm rất là giống các bạn, mạch của Arduino nhưng mà nó là con ESP. Rồi mình sẵn giới thiệu luôn, thì đây là những cái máy tính nhúng các bạn. Đây mình có hai cái máy tính nhúng. Thì cái này nó thật ra những cái bộ microchip này, processor này nó cũng y như là cái máy tính của mình, nó có ROM, RAM, FROM rồi đầy đủ, nhưng mà nó rất nhỏ. Nhưng mà cái những cái máy tính giống này á,
nó nhỏ xíu thôi nhưng mà nó rất là mạnh, nó giống như là một cái máy tính các bạn, laptop các bạn đang xài. Thì giờ còn này của nó là nó mới tới 1 GB nha các bạn, ghi 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 RAM. Con này là được 1 GB RAM này các bạn, nhỏ xíu á. Thì mình sẽ cài được Linux trên nó mà mình làm nó là một cái server mà mình có thể điều khiển từ xa và làm nhiều rất là nhiều thứ luôn các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đi đến là một mình sẽ cài, mình sẽ cài Arduino ha, để mình sẽ cài chương trình phần mềm cho Arduino. Thì để cài phần mềm cho Arduino đó, thì các bạn cứ vô Arduino các bạn download thôi. Đây. Mình vô cái phần software ha các bạn ha. Rồi phần software thì các bạn vô cái chỗ mà mình xài Windows đó, thì mình bấm vô chỗ Windows, Mac hoặc là Linux gì đó, thì các bạn nó có cái phần mềm riêng biệt của nó. Thì đây mình xài Windows mình sẽ bấm vô Windows chẳng hạn, thì đây nó sẽ hỏi là mình có donate hay không. Thì mình không có donate cho IDE thì mình cứ chết download thôi ha các bạn. Rồi bấm vô chết download thì lúc đó là cái phần mềm nó sẽ tự động nó download về. Còn bên đây là lý do là mình đã download các bạn, mình đã download thì mình không cần, các bạn cứ bấm vô download và các bạn sẽ vào các bạn cài, và các bạn cứ bấm nét nét cho mình vậy thôi chứ không có gì. Ví dụ đây mình có Arduino mình download về rồi ngày hôm qua nè ha, thì các bạn cứ cài bình thường. Rồi thì sau khi mà các bạn cài xong á thì các bạn sẽ có cái này các bạn, cái chương trình nó Arduino nó như thế này thì ví dụ như mình mở lên, mình mở Arduino lên, đồng thời đó là mình sẽ cắm cái con Arduino của mình vô, nó có một cái sợi dây nha các bạn, nó có một cái sợi dây. Rồi đây là con Arduino của mình nè các bạn ha. Bây giờ mình sẽ cắm nó vào trong cái USB máy tính ha. Rồi. Rồi mình chiếu sát lại cho các bạn dễ thấy đó. Thì giờ cái đèn nó sáng lên đó các bạn ha. Thì bây giờ đầu tiên á, các bạn lưu ý cho mình khi mà mình kết nối vào á, thì mình phải biết rằng cái con Arduino này nó được kết nối. Thì đầu tiên nó không có hiện lên Arduino Udo chỗ này đâu các bạn, thì các bạn phải vô, đầu tiên các bạn vô chỗ cái bo ha, rồi các bạn chọn vô, chọn cái con Arduino nào. Ví dụ như ở đây là Arduino Udo thì các bạn bấm vô, click vô này cả, click vô thì nó chọn, đây mình chọn trước rồi các bạn ha. Thứ hai là cái bọc kết nối mình cắm vô USB thì nó sẽ kết nối, thì mình phải vô cái bọt nào. Thì ví dụ như các bạn thấy nó hiện ở đây là bọt máy đó, thì các bạn cũng biết chưa, hiện nay là bọt 6 đó, thì nó đã kết nối nha các bạn. Thì để mình sau khi mình cài để mình biết được đó là con Arduino này nó có chạy được hay không á, thì mình này mình mở sẵn một cái chương trình, thì giờ mình mở lại cho các bạn coi. Các bạn vô file, các bạn vô cái ví dụ đó, example ha, các bạn vô basic, example basic, các bạn vô link. Link là gì? Link là một cái phần mềm nó viết cho cái một con một cái đèn led sẵn có, mà nó nối vô cái cổng IO số 13, cổng digital số 13, và định nghĩa cổng là cổng out và nó cho cái đèn nó chớp. Thì khi mà mình dùng cái chương trình này nè, mình đau xuống mà nó đau xuống được con Arduino của mình, thì mình biết mình đã cài chương trình và cái phần hardware thành công. Thì lúc đó mình mới bước vô là mình bắt đầu mình lập trình cho mình được hay ha. Thì chương trình nó nằm đây, thì nó là cái chương trình đèn chớp, thì nó có định nghĩa ở đây là cái chân số 13 là chân output đây các bạn. Đây, chân số 13 là output đó, vậy thôi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu download xuống. Thì có một số cái các bạn nên để ý phía dưới đây nha đó. Thì khi mà download thì đầu tiên đó, nó sẽ kiểm tra cái phần mềm coi có gì sai không. Khi mà phần mềm không sai nó mới bắt đầu download xuống. Thì khi mà download xuống ok nó sẽ báo cho mình biết là download đã thành công. Các bạn sẽ coi đây ha. Giờ anh bấm nè, bấm upload, cái từ nó upload có nghĩa là từ máy tính mình upload lên con Arduino. Rồi các bạn coi ha, những cái đèn ở trên bắt đầu nói nè, bấm thì ở đây nó compile trước, giống như mình nói là nó kiểm tra chương trình nè, rồi nó compile xong nó bắt đầu nó upload. Khi mà nó báo upload xong á, đây upload xong á, thì lúc đó các bạn thấy là ở trên cái con Arduino mình nó bắt đầu nó có cái đèn số 13 nó chớp nè. Đó các bạn thấy không? Thì cái chương trình nó đã nạp được, nó ok các bạn đó. Thì có nghĩa là nó giao tiếp được rồi, nó ok. Thì sau khi các bạn nạp chương trình, cài chương trình, các bạn làm như mình, các bạn chọn bọt, rồi các bạn nạp vô cho con Udo của mình nó chạy, thì lúc đó là mình sẽ bắt đầu nghiên cứu tới lập trình. Thì qua cái video sau á, mình sẽ hướng dẫn các bạn về hardware kỹ một chút xíu, để cho những cái bạn mà bắt đầu học Arduino có thể biết là ở trên một cái con Arduino Uno nó có những cái chuyện gì và mình sử dụng như thế nào ha các bạn ha. Thì mình từng bước mình hướng dẫn.
Sau đó mình sẽ hướng dẫn cái giới thiệu HQ xong thì mình sẽ làm một cái phần, dùng một cái phần mềm đơn giản tự mình viết để mình bấm một cái nút đó, thì nó làm cho cây đèn số 13 đó chớp tắt các bạn ha. Rồi ok, thì mình xin hết video, mình xin hết, và bữa nay là cái phần rất là căn bản. Mời các bạn chờ đón cái video sau của mình. Rồi đó, cảm ơn các bạn.